Tấm lưng á, mặc đòi đi biển á. Phải nghĩ cách cho tấm ở nhà mới được. À, nghĩ ra rồi. Tấm lưng, nếu con muốn đi biển cùng ta và Cám á, phải hoàn thành thử thách này trước đã. Đây, ta cho con 100.000. Con phải dùng 100.000 này để làm được một video đạt 100.000 lượt view trong vòng 24 giờ. Nếu làm được á, thì ta mới cho con đi biển. Còn không á, ở nhà mình nhặt đỗ cho ta nhá. Nghe rõ chưa? Con nghe rõ rồi gì à? Với 100k này á, tấm lơ ngơ sẽ quyết định là mua tất cả loại kem mát lạnh trong mùa hè này. Vì vậy mà các em ơi, các em hãy cố gắng giúp được tấm lơ ngơ có thể đạt được 100.000 view cho video này trong 24 giờ nha. Hãy giúp tấm lơ đi biển nha. Cảm con yêu. Mẹ cách này này. Trời nắng quá, mình phải bật ô đi mới được. Tấm lơ ngơ lại đi bộ à? Trời nắng ngày đi bộ thì mệt chết. Mình phải đi xe máy mới được. Đi con xe máy này. Sao thế nhở? Có phải là xe trên máy thôi không bay? Phải đầy mệt quá. Kem ơi, bây giờ tấm lơ ngơ sẽ dùng 100.000 này để đi mua các loại kem đây. Kem hãy nhớ ủng hộ để tấm lơ ngơ có thể đạt được 100.000 view trong vòng 24 giờ để có thể đi du lịch được nha. Ê, tấm lơ ngơ đang làm gì vậy? Ui. Đang mua kem à? Wow, kem chanh ớt độc lạ chỉ có 9.000. Tấm lơ ngơ sẽ thử một cái nha. Cháu ơi, cháu mở ô lên nhanh lên, không trời sắp mưa rồi đấy. Thôi được rồi, để bác cầm kem cho. Nhanh lên, mở ô nhanh lên. Mình sẽ cho bột ớt vào kem của tấm lơ ngơ. Kem này gọi là kem chanh muối ly, kem chanh muối rất là độc lạ luôn. Đấy, như thế là tấm lơ ngơ muốn thử cái kem này à, để xem là vị của cái kem chanh chanh ớt này như thế nào nhá. It tastes spicy, it tastes sour, and it tastes weird. Trời ơi, cảm nhận đầu tiên của tấm lơ ngơ đó chính là cái kem này nó rất là cay các em ạ. Ui, nó cay sộc lên luôn. Đó, và sau đó thì mình lại cảm thấy cái vị hơi chua chua. Chắc là vị của lime, chanh. Nói chung là cứ như tên gọi của nó là nó có sẽ có vị là chanh này và vị ớt này, và nó rất là độc luôn, nó rất là lạ. Trời ơi, và đầu tiên ăn cay thì chắc là sẽ hợp này đó. Không hiểu sao chanh với lại ớt lại ra được cái màu này. Ui, cay quá, cay quá, cay quá. Mình sẽ cho tấm ngơ lơ ngơ ngã tấp mặt cho coi. Có rất nhiều kem cá Hàn Quốc các vị nè. Tấm sẽ lấy một gói kem cá Hàn Quốc vị đậu đỏ này nha.
đây chính là một cái kem chuối rất là lạ luôn, có hình chai nước. Mình sẽ lấy một cái nhá. Tấm lơ ngơ đã mua được hai loại kem này rồi đây. Đây chính là kem cá, còn đây chính là kem chuối. Hai loại kem này rất là đặc biệt, cho nên bây giờ thì tấm lơ ngơ sẽ ăn thử xem như thế nào nhá. Đây, đầu tiên là mình sẽ ăn cái kem chuối này. Kem chuối này có tên gọi là Power Cap. Power Cap nó là banana flavored ice cream. Đây cho kem nhìn này. Cái này hình như là nó có một cái hình một cái chai nước và mình sẽ mở ra để ăn. Wow, it tastes sweet. Wow, nó đúng như là một cái vị chuối luôn. Cảm giác như mình đang uống sữa chuối vậy, chứ không phải là ăn kem chuối nữa. Cái kem này nó rất là lạ nhá. Bên ngoài của nó thì sẽ có một cái vỏ nhựa như thế này, trông giống như là một cái chai luôn. Còn ở trên này mình sẽ mút vào cái đầu này của nó. Đây chính là cái kem chuối Power Cap. Nên nếu là các em nhìn thấy thì các em hãy mua để ăn thử nha. Tiếp theo chúng ta sẽ thử đến loại kem cá rất đặc biệt này nha. Kem cá này thì chúng ta thường chỉ có thấy ở đất nước Nhật hoặc là Hàn thôi đúng không? Nhưng mà hôm nay Tấm Lơ Ngơ đã tìm thấy được kem cá này trong siêu thị, cho nên là đã mua để ăn thử cái kem này nha. Wow, nó có hình con cá thật nè. Đây, cái bên ngoài của nó thì giống như kiểu là cái phần bánh pancake hay là bánh waffle vậy. Nó rất là mềm và giòn. Và bên trong của nó thì chính là nhân. Nhân này bên trong thì sẽ có nhân vani và nhân đậu đỏ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cái kem cá này xem sao nha. Mình sẽ ăn phần đuôi trước này. Cái lớp vỏ bên ngoài của nó thì không được giòn cho lắm, hơi mềm mềm một xíu. Nhưng mà ăn kèm với lại cái nhân bên trong rất là ngọt và thơm. Thì nó tạo ra một cái sự kết hợp rất là lạ luôn và rất là ngon. It tastes delicious. Và cái bên trong nhân này thì nó rất là ngậy, rất là sweet và enrich. It tastes sweet and rich. Rất là ngọt và ngậy. Nếu như các em nhìn thấy kem cá này ngoài siêu thị thì hãy mua một cái ăn thử nhá. Có rất là nhiều vị khác đấy, ví dụ như là vị trà xanh này, hay là vị sô cô la, chocolate, green tea. Đó, hình như nó có 4 vị đấy thôi. Tấm Lơ Ngơ đã từng ăn cái kem Milo này rồi. Bạn nào mà đã rất là thích uống sữa Milo thì chắc chắn là cũng sẽ rất là thích ăn cái kem Milo này đấy. Cái Milo này rất là ngon phải không kem? Chính vì thế mà Tấm Lơ Ngơ sẽ quyết định lấy 2 hộp để cho cả Hắc Ám và Dì Ghẻ cùng thưởng thức nha. Bỏ kem vào tủ lạnh à? À, mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ cho Tấm Lơ Ngơ ăn kem xì dầu luôn. Kem Milo này á, mà kết hợp với xì dầu tỏi ớt thì tuyệt đỉnh, vừa thơm vừa cay. Lần này á, thì Tấm Lơ Ngơ ăn đủ. Ôi dồi ôi, nóng quá. Sao lại có 2 hộp kem ở đây nhở? À, Tấm Lơ Ngơ, ta đã cho bao nhiêu tiền ăn kem rồi mà vẫn còn dám mua 2 hộp mang về giữ chữ ăn dần phải không? Được lắm. Cám con yêu, lại đây mẹ có cái này hay nè. Có gì hay thế hả mẹ? Kem Milo à? Sốt sô-cô-la. Ngửi mùi hơi lạ lạ, nhưng mà thôi cứ thử xem sao. Ơ kìa mẹ, đừng ăn mẹ ơi, đừng, mẹ. Video tiếp theo, các em hãy nhớ đón xem nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé.